Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu đua Gatling VIP, một khẩu súng cực kỳ nhiều đạn. Hiện tại thì mình đã ép nó lên gần 2.000 viên và 5 khẩu RPK VIP. Ôi trời ơi, nhiều lắm. Thì mệnh một container đạn. Á đồ, thu đi để lại lá vàng, tơ đi để lại muôn vàn đứa con. Vì đây, té thôi. Nhìn thấy chị Cương Thi là không đú được rồi. Chân em thì ngắn lắm, không đú được mấy chị chân dài đâu. Ok, cho mình sẽ lên đây đứng đi. Đợi dâm bay nhiều nhiều một tí, chúng ta hãy lên thùng hàng quay tay. Vâng, cái chỗ đấy là chỗ thần thánh để quay tay rồi. Ây, trời ơi. À, anh tơ yêu máu. Bắn sai như này hết sọt. Hư cấu. Thì đây, cào cái gì. Đây. À, bom ký sinh này. Hay lắm đi mờ, có hero luôn. Rồi, có nên qua bên kia quay tay không nhỉ? Một cái chỗ thần thánh để chúng ta có thể xả đạn. Vâng, đạn quá nhiều. Bắn đến một quýt cũng không hết. Bây giờ bắn kiểu gì cho nó hết đây ta? Rồi đi đây, thằng kia nó trực trực để ném quả bom ký sinh kìa. Trời ơi, yêu lắm. Mệnh. Ôi, chạy qua đây. Tuy nhiên vẫn đang còn hông hớt bên đấy. Qua đây bạn ơi. Đấy, bơi hết vào đây. Rồi, bây giờ là cơ hội xả đạn. Rồi, sao lại... Từ từ thôi, bình tĩnh. Này thì lao vào như thiêu thân này. Multi nào, multi nào. Rồi, thằng tiếp theo. Đâu rồi, anh em đâu, nhìn lên nào. À mà cái này không bất multi mà. Ôi dồi, nó bật giáp luôn. Dạ, đạn mình nhiều lắm. Đạn mình nhiều lắm. Rồi, tôi xong rồi. Mỗi thằng một nơi. Biến luôn cho nó lành. Lại đây. Vẫn còn multi nha. Vẫn còn multi. Cần tất. Đâu rồi? Úi dồi. Úi dồi, phê quá. Anh em đâu, bút kill nào. Bút kill là 15 rồi, 16 rồi. Ơ, hết rồi à? Nhiều vãi hàng. 101 kill trên một trận. Trong khi đây là chế độ zombie V4. Vãi nồi. Vâng, quá nhiều. Các bạn thấy thẩm du phê không ạ? Đến phút cuối thôi. Chứ bình thường thì mình sẽ vẫn đi săn như người cầm súng rifle. Còn cái lúc cuối thì lên quay tay nó phê lắm. Một đáng nhẽ cái pha đấy mình cận chiến. Cái pha đấy mình cận chiến Terminator. Thì quay tay nó dễ dàng hơn. Đấy, chắc là trận sau mình sẽ cố gắng cận chiến thằng tơ á. À, con lợn này. Mày thấy này, kinh thế. Bình tĩnh nha. Thôi, làm gì mà căng vậy? Ơ, cái bọn này. Cái định mệnh nó ở trên thùng hàng nó bút kêu chùa kìa. Hay lắm. Úi dồi, không được rồi. 5 thằng luôn ý. Vâng. Một cây làm chẳng nên non. 5 cây chụm lại. Úi dồi. Một mã đạn trên đấy. Rồi, một container đạn. Hay lắm DM. Chắc mình sẽ đi giết mấy thằng linh tinh trước. Để xem, mình sẽ móc bên này xem là thành công không. Ý, nhìn. Ôi, tên ta nó thấy rồi. Mệnh. Thấy tài thế. Vâng, thẩm du với ánh mắt cực kỳ là tin tưởng. Mình đi móc bên này vẫn thấy. Á, thằng này xuống ở dưới, mình không để ý này. Rồi, mày xuống ở dưới là mày chết bà mày rồi. Mày chết bà mày rồi. Rồi, bị cào xây. Clear. Ok, đơn giản một nút nhàng thôi. Chỉ cần một thằng ngáo ngáo rơi xuống là đi thôi à. Rồi, thế nhiên lại biến hero cân tim đi mà. Hay lắm. Cân tim này thì cân tim này. Đồ ơi, của mình mà. Thế này. Đấy, còn thế nhiên thế này nữa. Xuống đi. Đứng kia làm gì. Rồi, nó xuống rồi. Này thì xuống này, úi xồi. Một phát. Rồi, one shot, one kill. One shot, one kill nhưng không giết được thằng tơ. Giết nó à. Bắt đầu chuyển qua chém thường. Chuyển qua chém thường này. Này thì chuyển qua chém thường này. Yếu rồi. Yếu rồi. Yếu rồi thì đừng có ra gió nữa. Mận. Không phải là NST đâu. Thể hiện sao được. Vâng, bị cào SML. Rồi, mong trận này không làm zombie nữa để mình test tiếp tục thẩm du.
trong khi không có mặt thằng tơ, xem nó như thế nào. Cái pha đấy mình ngu quá, tự dưng bắn chết thằng tơ. Quả đấy mình xuống cận chiến, xong bắt đầu lên thẩm du. Đúng là quá tuyệt vời, để không biết bao nhiêu kill cho vừa. Rồi sao ít dương mai nhở, cần lắm đông đông dương mai. Rồi KS kill này, đẳng cấp chưa, vậy nhấp nháy là phải KS hết. À đủ, làm gì mà căng, đến hiếp bọn tên thủ hàng đi các bạn ơi. Mình thích điều này. Đấy, từ từ rồi, chúng ta sẽ lừa lượng thằng tơ ra và giết nó. Lượng ra và giết nó, úi dồi, lỡ tay, mệnh. Bình tĩnh thôi, đạn mình nhiều, vâng cứ xả thoải mái. Nhưng phải biết có chừng để cận chiến nó đã. Úi dồi, nhảy mít rồi. Vâng, cái quán VIP này mình nhảy không quen. Bình thường hay nhảy mấy, à có hero à, hay nhảy vũ khí thường rồi. Phải giết được thằng tơ anh em ạ. Thằng tơ thằng đầu sò, phải giết được nó. Rồi ra đây, ra đây. Ý, chết rồi này. Mày đi được con lợn này rồi. Anh em đâu? Ơ hay, sao lại còn một thằng? Ơ chết hết rồi. Cái định mệnh. Ơ tôi là ai? Cái gì mới cho nữa. Mình giết xong thằng tơ cái không còn thằng nào để mình chơi á. Đùa. Có đúng một thằng. Chơi cái gì đây trời. Xuống đi. Có đúng một thằng mệnh nữa, chán thế. Vâng, đúng lúc mình giết nốt thằng tơ thì thực sự là không còn giữa bay để mà bắn nữa. Ôi dồi ôi, biết thế mình lao ra mình chơi luôn ý. Vâng, chán thật. Xàm thật đấy chứ. Úi dồi ôi, không thể như mơ được anh em ạ. Những cái quả highlight thì nó rất là khó để làm. Đấy như thế này, giết xong thằng tơ thì lại không có dâm bay để mà bắn. Mày chán vãi nổi. Thằng này, mình phải hình nốt thằng này mới được. Tại vì để đồng đội nó chết. Úi dồi. Vâng không sao, chúng ta sẽ thể hiện ở cái trận này. Ở nốt trận này cho mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Chết nhầm. Kết thúc trận này mình mới kết thúc clip cơ. Cái khẩu này thì thực sự hồi trước mình làm cũng khá là nhiều rồi. Tại vì nó là một khẩu súng thẩm du mà, đạn nhiều. Nhưng mình chưa nghĩ ra được cái kiểu mà rút hết cái số đạn của nó. Anh em thử xem, thử nghĩ xem mà mình nên làm như thế nào để hết được cái số lượng đạn như thế này. Quá nhiều, 2000 viên. Thì mệnh 400 viên là mình đã xài ngáp rồi. Bây giờ cho 2000 viên thì không biết là xài như thế nào đây. À, hồi trước Benzina thì nó cũng có một lần bị lỗi. Nó chỉ có 35 viên trong cái băng đạn thêm thôi. Băng đạn dự bị. Bắn rất là dị, nhưng thực sự 35 viên trên băng dự bị và 35 viên trên băng đạn chín thì tận 600 viên. Chúng ta đã cũng bắn ngáp luôn. À, tơ này. Mệnh hay lắm tơ ơi. Bạn làm cái gì đấy? Bạn tính chơi trò ú hòa. Vâng, bạn muốn chơi trò ú hòa thì mình cũng sẽ chơi lại với bạn này. Này thì ú hòa. Ú hòa này. Vui không? Bạn vui không? Vâng, bạn ú hòa là mình hết hồn thì mình sẽ ú lại thì bạn lên tivi. Bạn lên tivi. Đâu rồi, còn thằng nữa. Vâng, chắc là mình sẽ cận chiến nốt thằng này. Cho nó lên Tây Thiên Thỉnh Kinh đi. Rồi, nhảy nhót làm cái gì? Hôm nay nó bá lắm, mệnh. Bạn không biết bao giờ mới hết đạn. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Úi dồi, quán VIP nó chém. Dã man thật ý. Vâng, zombie nó kỵ cây quán VIP lắm. Các bạn thấy quán VIP của các bạn té đi. Đâu rồi, còn thằng cuối nữa. Phải lút đốt cái thằng cuối này. À đây rồi. Đây rồi, đôi dài. Mình là cận chiến nốt con này rồi. Chúng ta sẽ nghỉ tại đây nha. Úi dồi. Đừng ai bắn nhá. Ai